hoang dại, dung dị, đầy quyến rũ, không thể bỏ qua một điểm đến mà dã quỷ là càng đắm say, gọi mời của núi lửa chưa đăng ra. Đến với chưa đăng ra vào mùa mưa, bạn sẽ thấy xanh mát một màu bởi những dãy khoai lang, khoai môn phủ đầy trên miệng núi lửa này. Mùa khô đến, chưa đăng ra lại ngập tràn sắc vàng hoa dã quỷ từ chân núi, uốn lượn lên đến những sườn đồi. Trên những ngả đường đổ về chưa đăng ra mùa này là màu vàng rực của những thóm hoa dã quỷ hai bên đường chạy dài tích tắc, gọi mời đắm say. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức phần trình diễn cồng chiêng của đội nghệ nhân cồng chiêng đến từ xã Gia Mân Âu. Ngoài việc chúng ta thưởng thức những tiếng cồng con chiêng, chúng ta có thể hòa mình vào với những nhịp xoang uyển chuyển do những thiếu nữ trên đài trình diễn. Quý vị du khách chúng ta hãy mạnh dạn đến trải nghiệm và cùng ghi lại những khoảnh khắc thú vị này.